Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp mỗi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạt nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió với mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Bài thơ các bạn vừa nghe là bài thơ thường được mọi người sử dụng khi chơi cầu cơ để cầu hồn người chết. Và nó cũng khá là linh ứng, vì mình đã từng có dịp thử chơi qua trò này. Có khá nhiều trường hợp kỳ lạ liên quan đến người cõi âm đã xảy ra trong quá trình chơi cầu cơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có dịp chứng kiến. Trò chơi cầu hồn này khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có can đảm để thử, và không phải ai cũng tin đó là sự thật. Thế nên trong video này đây, mình sẽ cho các bạn xem những tình huống chân thật và vô cùng đáng sợ xảy ra trong quá trình chơi cầu cơ. Nếu bạn vẫn còn có chút can đảm thì cùng mình bắt đầu nào. Hồn ma trong nhà Milo Bird. YouTuber này vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng YouTube yêu thích kinh dị, và bất cứ ai với một mong muốn được chứng kiến những điều huyền bí và các hiện tượng siêu nhiên. Milo Bird đã hoạt động trên YouTube kể từ năm 2009, và mặc dù kênh của anh không thường xuyên đăng tải các video, tuy nhiên các video của anh thu hút được rất nhiều người xem vì đa số chúng được Milo quay lại tại ngay nhà của mình. Nhà của Milo bị ma ám khá nặng và thường xuyên xảy ra các hiện tượng dị thường. Video phổ biến nhất của anh ghi lại cảnh đồ vật bị ném lung tung xung quanh nhà. Các cuộn băng ghi lại âm thanh của các giọng nói bí ẩn và những tiếng động kỳ lạ. Và tất nhiên là không thể thiếu cảnh anh chơi trò gọi hồn với bản cầu cơ Ouija. Anh thường sử dụng bản cầu cơ như một công cụ để điều tra những hiện tượng siêu nhiên xảy ra trong nhà mình. Và thật không may khi anh thường xuyên gặp phải những kết quả khủng khiếp do nó gây ra. Một ví dụ trong số những video của Milo Bird cho thấy căn nhà của anh bị ám khá nặng là cái ly của anh đang cầm đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh khi anh đặt nó trên bàn cầu cơ. These glasses, the idea was that because it's so tall, you'd be able to see around. Why am I even surprised? You'd be able to see around. Fire. Up there somewhere. Và video khác thì cho thấy cái bản cầu cơ lơ lửng giữa không trung, và Milo thì lao đi thật nhanh để lấy được cái camera nhằm ghi lại cảnh này. Trong vô số các video liên quan đến bản cầu cơ trên kênh này, các video được tải lên trong dịp Halloween năm 2012 khá là ghê rợn. Trong khi Milo phải đối mặt với những bằng chứng kinh hoàng và một thế lực đen tối nào đó đang hiện diện trong nhà của anh và gây ra các hiện tượng kỳ quái mà mình đã đề cập ở trên, thì chúng thậm chí còn đi xa hơn khi đột nhiên làm bản cầu cơ bốc cháy. Điều đó chứng tỏ đã có một hoặc nhiều linh hồn đã lẩn khuất trong nhà và làm bất cứ gì để quấy rối Milo. Quá tức giận, Milo đã quay một video và cảnh báo cái thứ quái quỷ đang hiện diện trong nhà anh rằng: đừng bao giờ đốt cái gì khác trong nhà tao nữa, nếu không thì tao sẽ cho chúng mày biết tay. Và trong phần còn lại của các video khác, chúng ta không còn thấy một món đồ khác nào bị cháy nữa. Sau video này, mình muốn nói với các bạn rằng
Nếu nhà bạn có một linh hồn nào thường xuyên quậy phá, thì bạn cứ bắt chước anh chàng Milo này, gọi nó lên và quát vào mặt nó, dọa đuổi nó ra khỏi nhà, thì bảo đảm nó sẽ sợ xanh mặt và nghe lời bạn răm rắp. Hồn ma bắt cóc cô gái. Video này đã được đăng tải trong năm 2011 và có vẻ như là một video nối tiếp cho video trước đó, quay cảnh một nhóm bạn đang chơi cầu cơ. Người quay phim nói, lần trước chúng ta đã chơi trò này, thì những người khác trên YouTube bảo rằng chúng ta đã chơi sai cách rồi. Đoạn video cho thấy một nhóm khoảng 5 đến 6 thành viên đang đi bộ đến một nhà kho nào đó. Họ bắt đầu chơi cầu cơ và nghe tiếng động lạ phát ra từ bên trong tòa nhà, nhưng tự trấn tĩnh rằng có thể đó là tiếng gió thổi hoặc có lẽ là một con vật. Trong khi họ chơi cầu cơ và sử dụng thiết bị đo điện từ trường, mặc dù đã liên lạc được với một linh hồn, tuy nhiên họ có vẻ ngoài nghi và thậm chí một chút khó chịu. Họ yêu cầu nó gây ra tiếng động, thì ngay lập tức có một âm thanh cực lớn vang ra từ phía xa. Nhưng một lần nữa nhóm thanh niên cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Y'all hear that? Do y'all hear that noise? Listen. Okay, I'm done. No, Alyssa, wait. Everybody just calm down. Đồng hồ đo điện trường bắt đầu kêu lên inh ỏi, báo hiệu cho một sự xuất hiện ngày càng gần hơn của một vật thể bí ẩn nào đó. Các tiếng động lạ xuất hiện ngày càng nhiều, và một cô gái trong nhóm bảo rằng cô cảm thấy có tiếng bước chân sau lưng. Cả nhóm quyết định rời đi, và họ cảm thấy sợ hãi vì nghĩ rằng đã vô tình quấy rối những người khuất mặt khuất mày nơi đây. Họ rời đi và tự bảo nhau rằng phải cẩn thận trước khi về đến nhà. Không lâu sau thì họ bị bắt gặp bởi một người đàn ông. Ông ta cầm đèn pin trên tay, hỏi họ làm gì và bắt đầu đuổi theo họ. Một cô gái từ các nhóm, tên là Sarah, bị mất tích ngay sau đó. Trong khi người đàn ông bắt gặp nhóm bạn là sự kiện bình thường và có thể lý giải được. Tuy nhiên, các hoạt động siêu nhiên diễn ra trong nhà kho khá kỳ lạ và ghê rợn. No, oh shit. Yeah. No. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Fucking go. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Come on. Hồn ma bé gái bị giết. Video quay lại cảnh cầu cơ này được đăng tải bởi Tanner Fox đầu tháng 10 năm 2016. Và đây là một trong các thách thức mà các fan trên YouTube đã gửi yêu cầu họ thực hiện. Trong khi hầu hết các video được đăng tải bởi các YouTube khác hoặc là hoàn toàn giả mạo hoặc là khá nhàm chán, thì video này lại khá là thú vị. Trong khi Tanner và nhóm bạn của anh chơi cầu cơ, họ đã liên lạc được với linh hồn của một bé gái 5 tuổi. Linh hồn bé gái này cho biết tên và một số chi tiết về cái chết của em. Một người trong nhóm đã lên Google để kiểm tra độ chính xác về thông tin mà bé gái đó đưa cho họ. Và thật là bất ngờ vì tất cả đều chính xác, từ nguyên nhân gây ra cái chết cho đến tên của mẹ em. Linh hồn bé gái quả quyết rằng nó đã bị giết bởi chính mẹ ruột của nó. Khi được hỏi lý do tại sao mẹ mình giết mình, nó nói bà ấy rất buồn. Theo như bài báo, mẹ của bé gái đã uống thuốc chống trầm cảm và vụ giết người có thể liên quan đến những vấn đề về tâm thần. Nhóm tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến sự thật ngẫu nhiên tìm thấy trên Internet và linh hồn trả lời đúng tất cả. Masha, are you still here? Oh my god, I have goosebumps. Oh, what the f***? Lance? No. I have that on film. I'm getting really like... I don't like this. I don't like this. I don't like this either. Can you turn the lights back on? Oh. What? What the hell? No, Lizzie waved her arm. Lizzie waved. Nhóm này sau đó tiếp tục với một linh hồn mà dường như nó biết khá nhiều thông tin về một bạn trong nhóm tên là Elizabeth. Cô không kiềm chế được cảm xúc khi linh hồn chia sẻ những chi tiết mà chỉ có thể bạn bè hoặc gia đình gần gũi cô mới biết, và cô bắt đầu khóc. Đến cuối trò chơi, cả nhóm dường như rung động và mỗi người phản ứng một cách khác nhau. Thậm chí, nếu bạn không tin vào những điều huyền bí, thì những cảm xúc và hiệu ứng tâm lý mà trò chơi gọi hồn này mang lại cũng khá là dữ dội. No, it is. Okay. This is... Are you... Say something. What do you want, Lizzie? Let Lizzie ask. Now's the time. Yeah! Now's the time. Now is the time to ask. When you said gotta go, was that Maja or Lizzie's grand... Cầu cơ gặp quỷ Jojo.
Video này đã được đăng trước video của Tanner Fox một ngày. Các thành viên của kênh YouTube này cũng đã chơi cầu cơ với nhau. Video này cũng là một trong những video khá ghê rợn, không chỉ vì cách mà nhóm đã phản ứng, mà còn vì họ đã liều lĩnh khi cố gắng tìm cách liên lạc với con quỷ Zozo khét tiếng. Zozo được ghi nhận từ đầu những năm 1800. Nó là một trong những con quỷ tàn ác nhất mà người ta tin rằng đã từng xuất hiện vô số lần trên khắp thế giới. Hắn rất thích trả lời những ai chơi cầu cơ. Cách hành xử của Zozo chính là hủy hoại cuộc sống của những ai dám liên lạc với hắn và quấy rối những cô gái xấu số. Vì vậy, Zozo còn được người ta biết đến như một con quỷ cầu cơ. Sau khi liên lạc với Zozo, cả nhóm nói goodbye với nó. Tuy nhiên, họ vẫn còn lo sợ liệu con quỷ này có quay lại quấy phá họ sau khi trò chơi kết thúc không. Brandon Taylor đã quay lại một video bằng điện thoại di động của mình khi anh ta ở nhà vào buổi tối hôm sau. Anh nghe thấy vô số cái tiếng động lạ diễn ra liên tục trong nhà và anh ta rõ ràng cảm thấy rất sợ hãi. Anh giả vờ như không biết và tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau, anh thấy một cái hộp bị ném ra khỏi bàn ăn của mình, rơi xuống sàn. Đây rõ ràng là nguyên nhân gây ra tiếng nổ lớn đêm hôm trước, nhưng anh không thể giải thích được vì sao chiếc hộp lại tự di chuyển và quăng xuống sàn. Còn chó của anh cũng biểu cảm sự bất thường khi cứ ngửi ngửi cái hộp rồi nhìn chằm chằm vào Brenner như muốn nói điều gì đó. Đây không phải là bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của con quỷ Zozo. Tuy nhiên, có nhiều điều khá đáng ngờ và rùng rợn là xảy ra một cách trùng hợp vào chính cái ngày mà anh chàng đã chơi cái trò cầu cơ khá là nguy hiểm này. Chơi cầu cơ bị chảy máu mũi. Video này cho thấy hai đứa nhóc đang chơi cầu cơ trong phòng khách. Chúng đặt những câu hỏi đơn giản và nhận được những câu trả lời khá lung tung, nhưng không có gì quá kinh hoàng. Khi họ đặt câu hỏi có linh hồn nào đang hiện diện ở đây không, thì họ nghe thấy một tiếng động lạ ở phía sau, và cái giỏ đang ở trên bàn lập tức bay ra khỏi đó và rớt xuống đất. Một đứa trong nhóm la lên, "Không, đủ rồi, tao không chơi nữa," và bỏ đi. Are there any good spirits here? Oh, no, no. I'm not doing this. No. No. Nhiều người comment nói rằng nó sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn đang chơi cầu cơ mà bỏ đi không nói tạm biệt. Tất nhiên hai cậu bạn sau đó đã trở lại bàn và tiếp tục trò chơi. Trước khi cả hai tiếp tục đặt một câu hỏi khác, thì một cậu bé quay mặt lại và cảm thấy một cái gì đó trên khuôn mặt của mình, thì bất ngờ mũi của cậu ta bắt đầu chảy máu. Ngay lúc đó thì bàn cầu cơ như bị ai kéo bay ra khỏi bàn. Một lúc sau, cậu ta quay trở lại và cậu bé dũng cảm này đã khẳng định rằng đây chỉ là một trò chơi nhảm nhí, chẳng có ma quỷ gì. Cả cậu đã chơi trò này 12 lần trước rồi và chẳng có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong video thì khá là đáng sợ và khó mà giải thích được. Vì vậy, cho dù bạn có thật sự tin hay không tin vào ma quỷ đi chăng nữa, thì cũng đừng có dại mà đùa giỡn hay khiêu khích nó nha. Oh no! I didn't believe in a Ouija boards or any bleeding. Oh no! Chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn xem là gì? Hãy để lại bình luận hoặc để lại tin nhắn trực tiếp trên Facebook của Thế Giới Bí Ẩn cho mình biết nha. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Bí Ẩn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Bí Ẩn trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.